Play. Giải quần vợt ITF Men Tennis Tour M15 Tây Ninh diễn ra sáng nay 18 tháng 6. Hạt giống số 1 Lý Hoàng Nam có mạng so tài với Thomas Runkert, hạt giống số 4 người Australia. Những game đầu của set 1 diễn ra hấp dẫn khi hai tay vợt tận dụng tốt quyền cầm giao bóng của mình. Tuy nhiên đến các game đấu cuối, Hoàng Nam đã vượt lên giành chiến thắng 6-2. Bước sang set đấu thứ hai khi tỷ số đang là 1-0 cho Hoàng Nam, thì Thomas Runkert đã không thể tiếp tục thi đấu và chiến thắng chung cuộc đã thuộc về Lý Hoàng Nam cùng tấm vé vào chung kết. Vào lúc 15 giờ chiều nay 18 tháng 6, Lý Hoàng Nam và Lê Quốc Khánh sẽ thi đấu trận chung kết đôi nam với hai tay vợt người Nhật Bản là Chikami và Imamura. Trận chung kết đôi nam sẽ được đài phát thanh truyền hình Tây Ninh truyền hình trực tiếp trên sóng TTV11 và các hạ tần số, fanpage Tây Ninh TV Media, YouTube truyền hình Tây Ninh giải trí.